Quý vị và các bạn thân mến, trước giờ mà nhắc đến những món bánh thì chúng ta đã cảm nhận được sự vất vả của những người nghệ nhân cũng như là những người đầu bếp để làm ra được một món bánh kỳ công như thế nào. Công ty Bột Nico hương xưa đã cho ra những dòng sản phẩm giúp cho mọi người tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được hương vị truyền thống của những món bánh ngon. Và ngày hôm nay thì Hồng cùng Di Phương sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn rất là thân thuộc vào ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 âm lịch, đó là món bánh trôi nước. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào công đoạn thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên của mình phải sử dụng bột nếp hương xưa. Một gói bột hương xưa nửa ký thì sẽ tương đương với lại 400ml nước. Sau khi mình ngồi bột với lại nước cho nó tan đều rồi thì mình sẽ cho bột nghỉ trong vòng từ 20 đến 30 phút. Mọi người thường thấy là chè trôi nước của người Phương Nam có rất là nhiều màu sắc, có cái thì màu tím, có cái thì màu xanh. Và Phi Hồng cũng chưa biết là làm cách nào mà chúng ta có thể làm ra được cái màu tự nhiên mà đẹp mắt đến như vậy. Em có thể chia sẻ cho khán giả biết được không em? Chè chua nước mà màu xanh á, thì mình sẽ sử dụng lá dứa. Mình lấy lá dứa mình xay với nước theo tỷ lệ là 1:5. Một lá dứa và 5 nước. Thì sau đó mình thu lại được là cái lượng nước cốt của lá dứa. Nếu như mình muốn tạo màu tím á, thì mình sẽ sử dụng lá cẩm. Sau khi mà mình rửa sạch rồi thì mình sẽ luộc với nước. Theo tỷ lệ thì cũng 1:5 như vậy. Rồi tùy theo mà cái màu sắc mà mình yêu thích, độ đậm nhạt như thế nào thì mình sẽ pha loãng thêm. Chúng ta đã nhồi bột xong. Công đoạn tiếp theo là gì hả em? Công đoạn tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu tạo hình cho bánh. Bình thường theo cái truyền thống của ngày xưa của mình á, thì sẽ dùng đậu xanh. Sau khi mình ngâm nở rồi mình hấp. Rồi hấp chín thì mình sẽ tán nhuyễn, bắt lên bếp, mình sơn với một ít đường. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh á, đó là công nhân của bên Vicky Bumi. Thì rất là tiện, mình không cần phải ngâm đậu, hấp đậu nữa. Nhân này mình đã được làm chín và mình chỉ cần việc là mình cắt bao bì và mình vo viên giống như vậy. Mình sẽ lấy một cái lượng vừa phải. Mình nhồi xíu cho bột nó mịn ha. Rồi bắt đầu mình tán ra. Rồi mình cho nhân vào giữa. Mình bao nhân lại. Chè chua nước này á, nếu như mà mình không có thích ăn nhân á, thì mình có thể vo thành một viên nhỏ nhỏ mà không cần cho nhân. Thì cái đó ở trong này á, trong miền Nam của mình thì hay gọi là chè ỉ. Dạ đúng rồi. Thì sau khi mình vo cái này á, thì mình sẽ vo thử một ít để anh lát nữa anh ăn thử nha. Và công đoạn tạo hình bánh đã hoàn thiện. Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa lên để luộc thôi. Đây là tô nước nguội để khi mà chè chua nước chín là chúng ta sẽ đặt vào đây để giúp cho bánh không có bị ngão. Khi nào thì mình biết là bánh trôi nước sẽ chín em? Dạ, khi mà bánh chín là bánh sẽ nổi trên mặt nước. Dạ. Vậy là cũng rất là dễ để chúng ta phát hiện ra là bánh đã chín. Và khi mà làm món bánh trôi nước này thì cái phần làm nước đường cũng là điều không thể thiếu được. Với 300g đường trắng này thì mình sẽ sử dụng 1 lít nước và 1 ít muối. Và để tạo cho thêm cái hương vị đặc trưng của chè trôi nước thì mình sẽ cho thêm 1 ít gừng vào nữa. Bây giờ thì bánh trôi cũng đã chín rồi thì Phi Hồng sẽ nấu nước đường. Sau khi đường đã sôi thì chúng ta sẽ cho gừng vào. Ở đây thì Phi Hồng sẽ cho một nửa thôi. Mình sẽ vớt chè trôi nước vào trong cái nước đường luôn nha. Mình luộc sơ là cũng được rồi, trong tầm từ 2 đến 3 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm công đoạn làm nước cốt dừa. Với bột pha sẵn thì rõ ràng là thời gian sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Chúng ta chỉ việc cho vào đây 1 lít nước và 150g bột nước cốt dừa. Dạ, thường ở bên ngoài mà ngày xưa thì mình làm thì cái lưu lượng mình sẽ cân đo nó sẽ không có chính xác. Cho nên có khi có hôm thì nước cốt dừa của mình nó sẽ đặc, có hôm nó sẽ hơi lỏng. Thì như vậy cho nên khi mà mình sử dụng cái gói bột nước cốt dừa của mình á thì nó sẽ có cái độ ổn định cái sản phẩm nước cốt dừa của mình hơn. Bây giờ thì cũng thấy là nước cốt dừa đã sánh rồi, sôi nhẹ nhẹ rồi, mình sẽ cho lá dứa vào. Dạ, bây giờ nước cốt dừa của mình đã hoàn thành rồi anh. Món ăn ngon thì còn phải bắt mắt nữa, màu sắc thì là đẹp nữa. Chúng ta sẽ thưởng thức ba màu sắc và cũng có ba vị. Và khi ăn món này thì mọi người đừng quên là chúng ta cũng nên rang thêm mè nhé. Và chén nước cốt dừa chúng ta có thể để riêng. Khi ăn thì chúng ta cho vào. Hôm nay thì Phi Hồng và Di Phương rất là vui khi thực hiện được cái món này, mà rõ ràng là cái thời gian mình thực hiện cũng không có mất quá nhiều thời gian đúng không em? Dạ. Và Phi Hồng lại cảm thấy được là quê hương ở ngay chính trong cái chén chè sôi nước này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ, và Phi Hồng mong rằng là sẽ còn gặp lại vào chương trình lần sau với thật nhiều món ăn mới.
phải có hàng trăm món được làm ra từ bột. Chính vì vậy cho nên là đây là một kho tàng bất tận. Minh Hùng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những số tiếp theo. Hẹn gặp lại!